Dạ hôm nay vừa bán vừa xe vừa tặng mấy chị luôn. Giá là 30 ngàn một hộp. Mua hộp tặng hộp, mua hộp tặng hộp cho em. Cao trắng răng giùm em mấy chị. Dầu gọi đi lên ơi, ok nè. Cao trắng răng càng xài càng trắng, đợt này mình mua hộp được tặng hộp nữa. Mua hộp tặng hộp, mua hộp tặng hộp giùm em. Cao trắng răng 20 ngàn. 30 ngàn chứ lộn, cao trắng răng 30 ngàn chốt đơn. Cao trắng răng 30 ngàn, bao trắng răng 30. Họ cao trắng răng 30 ngàn. Muốn lấy bao nhiêu hộp lấy, nhưng mà càng xài càng trắng, càng xài càng trắng. Khỏi lấy vôi răng, khỏi lấy cao răng luôn ha. Và mấy chị ơi thương em, nhấn cho em cái chia sẻ cho em, cứ muốn tương tác với lại nhấn theo dõi em nha, mình đừng có lạc mất nhau mấy chị. Khách mới khách cũ cũng vậy, 3 ngày 5 ngày nhấn theo dõi lại giùm em cái mấy chị ơi. Rồi comment luôn cho em mấy chị ơi, cao trắng răng giùm em nha. À, vậy hả chị Hạnh Nguyễn Hạnh ơi, comment kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại cho chị coi uổng tóc đi. Ok chị Quảng Trân, chờ em xíu nha. Rồi lấy cao trắng răng dồn đơn cho em luôn đi, 30 ngàn hộp. Cao trắng răng 30 ngàn chốt đơn, cao trắng răng 30. Rồi xịt khuẩn nha, còn này còn 70 độ C. Xịt khuẩn giùm em, 5 xịt khuẩn giùm em, giá cho mọi người luôn. 5 chai xịt khuẩn giùm em mấy chị, 5 chai xịt khuẩn giúp em, giá quá rẻ luôn nè. 5 xịt khuẩn giùm em nha, 39 ngàn. 5 xịt khuẩn 39 ngàn chốt đơn. 5 xịt khuẩn 39 ngàn, giá nhanh còn chậm hết. 5 xịt khuẩn 39 ngàn giùm em mấy chị, giá phải đó là rất là rẻ đúng không. 5 xịt khuẩn 39 ngàn, 5 xịt khuẩn 39. Rồi tiếp theo cho mọi người nữa đây. À, em lên cho mọi người cái này, chia sẻ giùm em cái đi mấy bà. Em lên cho mọi người mấy cái nước xì bông mini nè, mới về hàng lại nè. Mới về hàng lại mấy chị ơi, nhanh còn chậm hết cho em nha. Chia sẻ mạnh lên cho em mấy chị ơi. Mỗi cục vàng cho em cái chia sẻ liền nha mấy bà. Giá quá siêu xuất sắc luôn. Rồi em lên cho mọi người luôn. À, cái dầu gọi sữa tắm rồi bên nò mấy chị ơi. À, dầu gọi sữa tắm rồi bên nò hôm nay tán với mấy chị luôn, 4 chai 40. Rồi men nò mini. Comment liền cho em là rò men nò mini giùm em 4 chai 40. Rò men nò mini 4 chai 40 chốt đơn. Rò men nò mini 4 chai 40. Dầu gọi tri men hả, dầu gọi đỏ chị Lê Phượng comment cho em là dầu gọi đỏ đi, 75 ngàn. Dầu gọi đỏ 75 ngàn giùm em nha, ghi giùm em là dầu gọi đỏ 75 đi chị. Dầu gọi đỏ 75 cho em nha mấy chị nha. Dầu gọi đỏ 75 ngàn chốt đơn, dầu gọi đỏ 75. À, có viên son không? Dạ không chị, không có bán viên son. Rồi comment lên cho em có dầu gió nè, chúc em lên dầu gió cho mấy chị luôn. Rồi nhanh còn chậm hết thì em mấy chị ơi. Rồi men nò lấy cho em 4 chai nó thơm cực kỳ thơm. Tắm gọi nha. À, có loại tắm có loại gọi cho em luôn. Xuống dữ lắm mấy chị nha, siêu đã và siêu xuống cho em luôn. Rồi men nò nhớ chất riêng là nhà có tắm có gọi. Rồi nhanh còn chậm hết thì em mấy chị. Rồi men nò, rồi men nò giùm em mấy chị yêu ơi. Dạ 4 chai 40, có sữa tắm có dầu gội luôn. Có lia mini luôn, chị em lên lia liền đây. Chia sẻ giùm em liền mấy bà ơi. Nhấn thích theo dõi trang đang like chế độ xem trước nha. Nhấn thích theo dõi trang em ngay giùm em. Không thấy chốt đơn cộng số điện thoại đi Phương Quỳnh, comment là không thấy chốt đơn cộng số điện thoại cho em đi. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, em lên cho mọi người chai lia nè. Cho chị cái ly màu coi khó rồi. Rồi nhanh giùm em mấy chị ơi, ly mini giùm em mê lắm, xài sướng lắm mấy chị, đưa lên đồ cho mấy chị luôn ha. À, rồi comment cho là một set ly giùm em là 4 chai 50. Một set ly 4 chai 50. Một set ly là 4 chai 50 dạng ly mini nhưng mà thơm dữ lắm luôn mấy chị, thơm cực kỳ luôn cho em nha. Thơm siêu thơm cho em luôn. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi. Nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi người lấy cho em set ly đi mấy chị ơi. Người lấy set 2 set ly giùm em nha. Một set ly, 2 set ly giùm em. Giá rất là rẻ bèo luôn. Rồi nhanh còn chậm hết, người lấy set 2 set giùm em, cô cứ để đó đi. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em, một set ly, 2 set ly giùm em. Một set ly, 2 set ly giùm em, một set ly giùm em là giá cho mọi người là 50 ngàn một set 4 chai. Nha, em sẽ lấy 2 chai màu này, 2 chai màu kia nha. Một set ly 50 ngàn, 2 set ly 100. Một set ly là 50, 2 set ly 100 chốt đơn. Một set ly là 50, 2 set ly là 100. Một set ly là 50, 2 set ly là 100 ngàn chốt đơn cho em mấy chị ha. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Một set ly là 50, 2 set ly là 100. Một set ly là 50, 2 set ly là 100 chốt đơn. Một set ly là 50 ngàn, 2 set ly là 100 ngàn. Một set được 4 chai luôn mà gọi nó sướng nhiều lắm mấy chị. Nó sạch da đầu cực kỳ và đặc biệt nó rất là thơm. Tại hàng này hàng dùng thử mà mấy bà, hàng test nên xài rất là sướng. Lâu lâu mới có một đợt thôi chứ không có hoài đâu mấy chị nha. Lâu lâu mới có một đợt. Rồi người lấy set cho em đi. Có kem gót chân không? Dạ có chị yêu ơi, chị đặt.
Dạ công nguyện để mấy bạn kiểm tra đơn thôi chị nha. Rồi nhanh giùm em mấy chị yêu ơi. Dạ có chai lớn, chiếm lên chai lớn cho. Dạ 20 ngàn chị Lương Thị Thúy Hằng, 20 ngàn nha, ship Tây Ninh là 20, ship tỉnh nó là 35 ngàn giùm em. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn mấy chị. Giá là siêu siêu rẻ bèo luôn nè, một set ly đi. Dạ một set ly là 50 chị Hà Như ơi, set ly là 50, 4 chai. Set ly là 4 chai 50 nha, mấy set lấy. Một set ly là 4 chai 50 ngàn, 4 chai 50 ngàn nha, 4 chai 50, 4 chai 50, mấy chị muốn lấy bao nhiêu set lấy. Muốn lấy bao nhiêu set lấy mấy chị ơi. Rồi 1 set ly, 2 set ly, 3 set ly giùm em. Giá rất là rẻ bèo luôn. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Rồi tiếp theo cho mọi người, rồi bên nào thì em có loại sữa tắm với loại dầu gội đó mấy chị nha. Ha, tắm với gội em lấy đều cho mấy bà luôn. 4 chai thì lấy 2 cái này 2 kia cho mấy bà. Chai lớn có chị Bảo Thi em lên liền chai lớn cho. Rồi em trên tơ hàng quà tặng rất là thơm luôn cho em. Dạ 2 chai 35 ngàn, lấy 4 chai cho em luôn. 4 chai 70. Ha, tắm em trên tơ giùm em, 4 sữa tắm em trên tơ hoặc 2 sữa tắm em trên tơ giùm em. 2 sữa tắm em trên tơ hoặc lấy 4 chai sữa tắm em trên tơ giúp em. Ha, 2 sữa tắm em trên tơ hoặc lấy 4 chai sữa tắm em trên tơ giùm em. 2 sữa tắm em trên tơ hoặc lấy 4 chai sữa tắm em trên tơ giùm em. 2 sữa tắm em trên tơ hoặc là 4 chai sữa tắm em trên tơ giúp em. Giá quá rẻ luôn. 2 sữa tắm em trên tơ hoặc là lấy 4 chai sữa tắm em trên tơ giùm em, 35.000 2 chai, lấy 4 chai cho em 70. 4 sữa tắm em trên tơ 70. Dạ từ từ em lên từ từ đi chị ơi, lên chai lớn luôn cho Huyền Nguyễn ơi, chờ em xíu em lên từ từ cho. Em lên hàng mini trước, em lên hàng lớn luôn cho ha mấy chị ha. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. 2 sữa tắm Enchanter giùm em là 35 ngàn, lấy 4 sữa tắm Enchanter giùm em nha. 4 sữa tắm Enchanter giùm em, dạ mấy bạn đang gọi đó chị ơi. Rồi 2 sữa tắm Enchanter giùm em là 35 ngàn, 4 sữa tắm Enchanter cho em luôn. Dạ bán 4 sữa tắm Enchanter là 70, 4 sữa tắm Enchanter là 70. Cái này là chai này là 100g mấy chị ơi, thơm lắm, thơm cực kỳ luôn cho em nha. Đây là sữa tắm hương hoa của Pháp, trời ơi quyến rũ và thơm cực kỳ luôn mấy chị nha. Rồi 2 sữa tắm Enchanter là 35.000, 4 sữa tắm Enchanter cho em luôn mấy chị ơi ha. Rồi ok Kim Anh cứ comment cho em là gọi dầu dầu sữa tắm gì mấy chị comment cho em mấy bạn lấy cho. Rồi Enchanter thì em 4 sữa tắm Enchanter 70, 2 Enchanter 35, 4 Enchanter 70. Hương em nhấn cho em cái chia sẻ với chị ơi, nhấn thích theo dõi trên dầu gió xanh liền ok. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Lên tiếp cho mọi người cái lọ cái này mini, cái em lên hết lọ dạng mini cái xong cái em qua cái mẫu khác nha. Rồi một set kem đánh răng mini. Một set kem đánh răng mini, comment là một set kem đánh răng mini giùm em là 6 chai. Một set kem đánh răng mini là 6 chai giùm em. Một set kem đánh răng mini là 6 chai như thế này. Một set kem đánh răng mini là 6 chai. Vừa bán vừa tặng vừa sale vừa tri ân cho mấy chị luôn. Nha mấy chị yêu ơi, một set kem đánh răng mini 30 ngàn một set. Được 6 chai luôn cho em. Một set kem răng mini giùm em mấy chị. Nhanh còn chậm hết giùm em nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ mạnh và chia sẻ ngay cho em luôn. Một set kem răng mini, 2 set kem răng mini giùm em. Muốn lấy mấy set cũng được nha mấy chị yêu ơi. Dạ chị Nguyệt Thanh, nếu mấy bạn gọi rồi là hàng đi rồi, còn chưa gọi là hàng chưa đi. Dạ lâu đề em mới về hôm qua được hai trăm tờ nữa đó chị. Được 200 tờ, chờ em xíu em lên cho. Lá bồ đề mới về hôm qua được mấy trăm tờ. Rồi chờ em tẹo đi mấy chị yêu. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi. Dạ một set kem đánh răng mini xài rất là sướng, cực kỳ đã cho em luôn, 30 ngàn một set. Một set kem đánh răng mini nha. Comment là một set kem đánh răng mini, 2 set kem đánh răng mini giùm em, 30 ngàn một set. 2 set là 12 chai luôn. Có giá nhiều 60 ngàn, trời ơi rẻ muốn chết luôn mấy chị ơi. Lấy 3 set cho em 90 ngàn được 18 chai về xài đã luôn mấy chị. Thương em cho em cái hai cái chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang đang like chế độ xem trước giùm em mấy chị. Nhấn thích theo dõi trang đang like chế độ xem trước giùm em. Rồi tranh thủ gộp ngay gộp luôn giùm em. Một set kem đánh răng mini, 2 set kem đánh răng mini, 3 set kem đánh răng mini giùm em. Dạ. Khẩu trang gì Linh ơi? Em có con F94 với lại có khẩu trang y tế nha chị ơi, khẩu trang bé. Dạ, chiều nay về được 6D nữa xíu trên cho mấy chị, chiều em về em lên. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi, nhanh còn chậm hết. Giá hôm nay là đỉnh của đỉnh luôn, xịt phòng em còn chị. Xịt phòng em còn chị Mai Hoàng, chờ em xíu. Một set kem đánh răng mini giùm em là 6 chai 30 ngàn một set. Lấy 2 set kem đánh răng mini cho em luôn. 2 set kem đánh răng mini là 60 ngàn được 12. Đó rất là rẻ luôn. Rồi tiếp theo cho mọi người, lên cho mọi người nè, đô. Đô xả giùm em mấy chị ơi, comment là đô xả nha.
đô xả tóc, không biết là xả tóc đô giùm em, 2 chai 50 ngàn, 2 xả tóc đô nha 50 ngàn, 2 xả tóc đô 50 ngàn chốt đơn, 2 xả tóc đô 50. Thương em nhấn cho em cái chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang đang like chứ đâu xem trước giùm em mấy chị nha. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn, 2 dầu xả đô, 2 xả tóc đô giùm em mấy chị, dạ 229 ngàn thùng chị bé Hai Nguyễn ơi, màu trắng nha, 2 xả tóc đô, 2 xả tóc đô giùm em, 2 xả tóc đô giùm em. Dạ người lấy cho em 2 chai mấy chị ơi, 2 chai xả tóc đô cho em luôn 50 ngàn, 2 chai xả tóc đô 2 chai 50, xả tóc đô 2 chai 50, dạ em lên dạng mini hết, xíu em lên loại lớn cho, 2 xả tóc đô 50 ngàn chốt đơn, 2 xả tóc đô 50, 2 xả tóc đô 50 ngàn, ở giá quá trời rẻ luôn, 2 xả tóc đô 50 ngàn chốt đơn, 2 xả tóc đô 50. Rồi tiếp theo cho mấy chị nữa nè, nước lau nhà giùm em của Sunlight, dạ em còn ít xét đó mấy chị, em còn ít xét bây giờ em bán cho mấy chị luôn, nhanh còn chậm hết giùm em, giá là cực kỳ rẻ cho em luôn, quá trời rẻ mới định mấy chị yêu ơi. Rồi hôm nay sale tặng cho mấy chị luôn nè, hôm nay sale tặng mấy chị luôn nha, đó giá đỉnh của đỉnh luôn cho em. Rồi comment là nước lau nhà giùm em, rồi nước lau nhà giùm em mấy chị ơi, set nước lau nhà là 3 bịch 49 ngàn, 3 nước lau nhà 49 ngàn chốt đơn, 3 nước lau nhà 49 ngàn, dạ mấy bạn sẽ đang điện tới đó chị Nguyễn Xuân Lan ơi. Rồi 3 nước lau nhà 49 ngàn chốt đơn, 3 nước lau nhà 49, dạ khăn tắm, khăn mặt về hàng, khăn rồi ok về rồi chị ơi. Rồi một set nước rửa chén giùm em, một set nước rửa chén, nước này là set nước lau nhà nha của Sunlight, một set nước lau nhà là 49 ngàn 3 bịch, một set nước lau nhà giùm em, dạ một thùng của nó là 229 ngàn, 30 bịch là 300 cái giùm em. Còn khăn giấy ướt nha chị Nguyệt Thanh, chị lấy mấy set, một set là 4 bịch 50 ngàn giùm em nha. Rồi muốn lấy mấy set lau nhà lấy có 49 ngàn set được 3 bịch luôn, rẻ nhất cho. Ở người ta bán bình thường 3 bịch vậy cả 100 ngàn, bây giờ em bán 3 bịch có 49 ngàn là hàng sale đó mấy chị. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em, nhanh còn chậm hết cho em luôn, một set nước lau nhà, 2 set nước lau nhà, 3 set nước lau nhà cho em, một set là 3 bịch 49 ngàn, 3 bịch là 49 ngàn một set nha mấy chị ơi. Rồi lên cho mọi người luôn, em lên cho mọi người cái này đó, rất là thơm, rất là sướng, nước giặt nha mấy chị ơi. Rồi comment là nước giặt dây giùm em, rồi nhanh còn chậm hết giùm em luôn, một set dây như thế này, một set nước giặt dây như thế này là 18 bịch, 35 ngàn giùm em. Comment là một set nước giặt dây, một set nước giặt dây 35 ngàn một set, 3 set 100, một set nước giặt dây giùm em, một set nước giặt dây giùm em mấy chị ơi là 18, một set nước giặt dây là 18 bịch, một set nước giặt dây là 18 nha, một set nước giặt dây là 18 bịch, 35 ngàn một set nước giặt dây cho em, lấy cho em 2 set nước giặt dây giùm em mấy chị ơi, là 70, 3 set nước giặt dây cho em luôn, trời ơi xài biết chừng nào cho hết, 100 ngàn 3 set nước giặt dây luôn, rất là xuống. Thương em nhấn cho em cái chia sẻ liền, thương em nhấn cho em cái chia sẻ liền mấy chị yêu dấu nha, thương em nhấn cho em cái chia sẻ là nhấn thích theo dõi trang đang like chứ đâu xem trước liền giùm em. Rồi nước giặt dây giùm em, một set nước giặt dây nhanh còn chậm hết cho em luôn, dạ một set nước giặt dây vậy là 35 ngàn một set, được 18, được 18 bịch, dạ một set nước giặt dây là 18 bịch mấy chị ơi. Nhanh còn chậm hết cho em, nhanh còn chậm hết giùm em, một set nước giặt dây giùm em mấy chị, giá quá trời đỉnh luôn. Rồi quá trời rẻ luôn, một set nước giặt dây 35 ngàn một set, 2 set nước giặt dây là 70, 3 set nước giặt dây đi là 100 ngàn, 3 set nước giặt dây 100 ngàn, nhưng mà thầy thơm lắm nha, thơm cực kỳ luôn, 3 set nước giặt dây 100 ngàn chốt đơn, 3 set nước giặt dây. Rồi tiếp theo cho mấy chế luôn nè, sô cô la này rất là ngon nha, trộn trong có đậu phộng nó siêu ngon luôn, cái này ở ngoài bán 90 ngàn bịch đó mấy chị, nhưng bây giờ em công ty nhờ em á chạy giùm mấy chị hàng chạy mấy chị ơi, hàng bây giờ hàng có chương trình cho mấy chị nè, 35 ngàn bịch 3 bịch 100, sô cô la 35 ngàn bịch 3 bịch 100 chốt đơn, cà phê giảm cân em còn chị ơi. Rồi sô cô la 35 ngàn bịch 3 bịch 100, thích các em bán hàng dễ thương mấy chỗ khác. Cảm ơn chị Nguyệt Thanh, cảm ơn chị mua ủng hộ em đi chị ơi. Giảm cân bao chi em còn Khả My ơi, dạ 95 ngàn hộp, giảm cân bao chi 95 ngàn hộp nha cục vàng, 95 ngàn hộp. Rồi nhanh còn chậm hết cho em mấy chị, dạ sô cô la này ăn siêu ngon, ăn cực kỳ ngon luôn cho em, 35 ngàn bịch 3 bịch 100 đi, dạ em còn được 2 thùng, em còn được 2 thùng, em lên bánh thiết liền cho mấy chị luôn. Rồi sô cô la giùm em 35 ngàn bịch 3 bịch 100, sô cô la 35 ngàn bịch 3 bịch 100 chốt đơn, sô cô la 35 ngàn bịch 3 bịch 100 giùm em, sô cô la 35 ngàn bịch 3 bịch 100 chốt đơn, sô cô la 35 người quốc 3 bịch cho em đi trời, người lấy cho em xếp 3 bịch luôn đi, ngon dữ lắm, ngon cực kỳ luôn, có 35 ngàn bịch rồi mấy chị, rẻ mà đúng không,
ba bịch có 100 ngàn. Trời ơi, hôm nay còn có 2 thùng nha, công ty nhờ em sale luôn, em xả tặng cho mấy chị luôn, người quất ba bịch cho nó hết luôn giùm em đi mấy chị. Ê, lấy chút quạch bánh mực đi con. Rồi, nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi, sô cô la giùm em 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn nhanh còn chậm hết. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 giùm em. Giá rất là rẻ bèo luôn. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 giùm em. Nhanh còn chậm hết giùm em. Sô cô la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Giá rất là rẻ bèo nha. Đó, bà nào mà không lấy là tiếc hồi hụi cho em luôn. Rồi, bánh mực cực kỳ ngon cho em mới về hàng. Bánh mực này ở ngoài ta bán 65 ngàn bịch nha mấy chị. Xin thái nó bán 65 ngàn bịch đó. Bây giờ em bán với bà luôn 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 luôn. Bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn. Bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn. Bánh mực, dạ, không có bán phấn mềm chị ơi, em không có bán phấn nha. Sô-cô-la này ăn ngon lắm, Linh, cảm ơn chế nha. Rồi, comment là bánh mực giùm em 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn. Bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Nhanh còn chậm hết nha. Lên chip nam chưa? Chưa lên chip nam luôn á chị. Rồi, bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn. Bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Nhanh còn chậm hết cho em. Bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Giá là siêu rẻ bèo luôn. Dạ, bánh này cực kỳ siêu ngon cho em luôn á chị. Ăn nó thơm mà nó ngon, nó béo cực kỳ luôn á chị yêu ơi. Lâu rồi mà chưa có hàng. Rồi, Hằng Nguyễn, kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại gì Hằng Nguyễn ơi. Ghi cho chị Linh là kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại giùm chị Linh đi, chị kiểm tra đơn cho. Dạ, một thùng khẩu trang y tế á, là 50 hộp là 1 triệu mốt nha, 50 hộp là 1 triệu mốt. Một thùng 50 hộp là 1 triệu mốt. Rồi, nhanh còn chậm hết giùm em luôn, giá là siêu rẻ cho em. Chia ra 22.000 hộp đó chị, chia ra 22.000 hộp. Mua thùng thì mình lời được 50 ngàn. Mua thùng thì lời được 50. Chị Nani nha ơi. Rồi, comment luôn cho em nha. Bánh mực giùm em, quá trời ngon mấy bà. Bánh mực siêu ngon luôn. Dạ, 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Hàng này là ăn là khỏi phải chê nha. Bánh mới không à, nên ngon lắm. Thơm ngon, béo cực kỳ. Bánh mực 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, chốt đơn. Rồi, tiếp theo cho mấy chị nữa nè. Rồi, comment này cho em là dầu gội Sensil Mini. Sensil Mini giùm em mấy chị ơi, 25 ngàn chai. Hai Sensil Mini 2 chai làm em là 50. Sensil Mini 2 chai 50. Dạ, cảm ơn chị Hạnh Đòn. Rồi, Sensil Mini giùm em, mì trộn một thùng của nó là 210 ngàn nha. 210 ngàn được 8 bịch, một bịch là 5 gói, tổng cộng là 40 á. 40 gói á. Tổng cộng là 40 gói mà mì ngon dữ lắm. 40 gói luôn á. Mà có 210 ngàn. Ngon nha, siêu ngon luôn. Siêu ngon mấy chị ơi, có mít sấy hay chuối sấy gì không? Dạ có, chị đem lên liền cho. Rồi, comment là Sensil Mini, một set là 2 chai cho em, 2 chai 50. Sensil Mini, 2 chai 50, chốt đơn. Sensil Mini, một set là 2 chai 50 ngàn. Sensil Mini, 2 chai 50 ngàn, chốt đơn. Sensil Mini, 2 chai 50. Sensil Mini, 2 chai 50 giùm em. Giá rẻ mấy chị ơi. Sensil Mini, 2 chai 50. Mấy chị ơi, thương em, nhấn cho em cái chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang giùm em nha. Nhớ nhấn theo dõi em cho mình đừng có lạc mất nhau mấy bà ơi. Chứ đừng lạc mất nhau nha. Sen siêu lớn em còn chị, sen siêu lớn thì 60. Rồi sen siêu mini giùm em 25 ngàn chai, 2 chai 50 nha. Mì trộn cay nhiêu em ơi? Dạ, mì trộn 210 ngàn thùng. Mì trộn là 210 ngàn thùng nha chị ơi. 210 ngàn thùng bình nước học sinh hả? Bình nước học sinh em còn mấy bình để em lên cho. 99 ngàn bình nước 2 lít á. Cái đó 2 lít rưỡi luôn á. Rồi lên tiếp cho mọi người nè, chia sẻ giùm em đi mấy chị. Em lên đồ cho mấy bà nha. Dạ, mì trộn á mấy chị, hồi đó em bán á, mì của thằng thằng Cdot đó chị, mì trộn á siêu ngon luôn á. Ở ngoài ta bán hình như là 299.000 thùng. Em bán lẻ là 3 bịch là 100.000 thì chia ra là 270.000 thùng, nhưng mà em bán lẻ tại shop thôi, khách ghé shop thôi chứ em có bán ship đi ha, tại ship đi vận chuyển á nó không có ấy. Sen siêu gọi nha, không phải xả nha. Sen siêu gọi nha em ơi. Dạ, dầu gọi loại lớn không? Dạ ok, có em lên liền cho mấy chị. Còn cái loại mì trộn này em bán nguyên thùng á là em lời 5.000 thùng á. Dạ em nhập là 205 rồi, em bán mấy chị 210 á, rẻ lắm rồi. Mì trộn 210.000 thùng. Nha, 210.000 thùng, thùng được 40 gói, được 8 bịch 40 gói cho em, lấy cho em nguyên thùng. Một thùng mì trộn, hai thùng mì trộn cho em nha. Một thùng mì, hai thùng mì cho em. Rồi tiếp theo.
Nhanh còn chậm hết giùm em luôn. Áo thun giùm em ba cái áo thun xịn đi. Rồi ba cái áo thun xịn giùm em mấy chị nha. Ba áo thun xịn, ba áo thun xịn cho em, nhanh còn chậm hết. Ba áo thun xịn cho em 100 ngàn. Ba áo thun xịn 100 nha, 50-70 kg. 50-70 kg, ba áo thun xịn 100 ngàn. Ba áo thun xịn 100, chốt đơn ba áo thun xịn 100. Rồi ba áo thun xịn 100 ngàn, chốt đơn ba áo thun xịn 100. Giá quá xịn sò mấy chị luôn. Ba áo thun xịn 100 ngàn. Ba áo thun xịn 100, chốt đơn. Miếng dán vai gái em còn hàng. Ba áo thun xịn 100 ngàn, ba áo thun xịn 100. Dễ thương cực kỳ luôn mấy chị. Nhanh còn chậm hết thì em, ba áo thun xịn 100. Dạ còn sô-cô-la 35 ngàn, chị Ngọc Hân chị lấy mấy bịch? 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Ba áo thun xịn 100 ngàn, chốt đơn ba áo thun xịn 100. Rồi báo thun xịn 100 ngàn, báo thun xịn 100. Dạ 40-70 kg vừa, 40-70 kg vừa. Báo thun xịn 100 ngàn, chốt đơn. Thương em cho em cái hai cái chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang dùm em mấy chị nha. Mì trộn là siêu ngon luôn, lấy nguyên thùng đi chị, 210 ngàn thùng nha. Không là báo thun xịn, báo thun xịn nha. Báo thun xịn 100 ngàn, ba cái 100. Ba cái 100 ngàn, chốt đơn ba cái 100 ngàn. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn nha, mọi người ơi, lên sữa rửa mặt cho mấy chị nha. Em có hai loại sữa mặt bơ với sữa mặt gạo. Sữa mặt gạo này dung tích nó nhỏ hơn nha. Rồi sữa mặt gạo hôm nay chị ơn mấy chị luôn 25 ngàn. Sữa mặt gạo 25 ngàn chai, muốn lấy mấy chai lấy. Sữa mặt gạo 25 ngàn chai. Dạ da mặt nè mấy chị 100% từ thiên nhiên, collagen kết hợp với sữa gạo, sữa tươi không đường ha, với lại vitamin E collagen kết hợp với nhau đó, rửa cực kỳ sạch, siêu sạch luôn cho em nha mấy chị. Rồi hôm nay em xem mấy chị luôn sữa rửa mặt gạo giùm em 25 ngàn chai. Dạ có nước tẩy trang nha chị ơi. Sữa rửa mặt gạo 25 ngàn chai, 2 chai 50. Sữa rửa mặt gạo 25 ngàn chai, 2 chai 50. Còn sữa rửa mặt bơ là chai lớn hơn nha mấy chị ơi. Sữa rửa mặt bơ giùm em chai này hơi lớn hơn, 30 ngàn chai. Sữa rửa mặt bơ 30 ngàn chai, chốt đơn. Sữa rửa mặt bơ 30 ngàn chai, sữa rửa mặt bơ 30. Sữa rửa mặt bơ 30 ngàn chai, chốt đơn. Sữa rửa mặt bơ 30 ngàn. Giá là quá rẻ luôn. Sữa rửa mặt bơ 30 ngàn, cơm trái em còn chị ơi. 10 cơm trái 70 ngàn, chốt đơn. 10 cơm trái 70 ngàn, 10 cơm trái 70 nha. 10 cơm trái 70 ngàn, 10 cơm trái 70. Giá quá rẻ luôn không? 10 cơm trái 70 ngàn. Em đặt 3 bịch 100 ngàn. Bé nhân viên điện cho em nói không có. Chị Ngọc Hân 3 bịch gì? 3 bịch gì chị Ngọc Hân? Thì giờ chị nói bạn giờ đặt chốt đi. Nó lấy 3 bịch kẹo, 3 sô-cô-la, 3 kẹo sô-cô-la, 3 sô-cô-la 100 ngàn nha. 3 sô-cô-la 100. Nói với bạn là 3 sô-cô-la 100 giùm em. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em luôn. Coi ai mới gọi Ngọc Hân à? Ai mới gọi Ngọc Hân? Ta đặt sô-cô-la 3 bịch 100 sao không chốt người ta? Thế anh lại nói rồi thế anh. Sao không chốt người ta, nó không có hàng. Bán không bán hả? Rồi dạ lấy 5 miếng là 40, 10 cơm trái là 70 nha. 10 cơm trái là 70. Mày nói gì vậy? Mày đang nói gì vậy? Mày đang nói gì vậy? Thì 3 bịch sô-cô-la 100 ngàn. Tao đang xả 3 bịch có 100 ngàn. Ủa đang xả mấy hôm nay 3 bịch 100 ngàn mà. Trời ơi là trời cập nhật giá chứ. Thì phải hỏi tôi coi có bán vậy không? Sao không hỏi mà trả lời khách vậy? Thì hỏi chứ không? Trời ơi trời, tôi ngồi tôi like la làng từ nãy giờ thì hỏi chị Linh ơi có sale không? Hỏi tí. Có sale không? Thả đang xả 3 bịch 100. Tới bầu chết hay gì vậy? Rồi tranh thủ gọp ngay gọp luôn giùm em. Dạ rất là rẻ luôn á chị ơi. Sữa mặt rửa mặt bơ cho em bơ 30 ngàn. Sữa mặt bơ 30. Sữa rửa mặt bơ 30 ngàn nha chị ơi. Sữa mặt bơ 30. Sữa rửa mặt bơ 30 ngàn, chốt đơn sữa mặt bơ 30. Rồi tiếp theo cho mọi người nè. Rồi em theo cho mọi người luôn kẹo trái cây nè. Sô-cô-la loại này nè chị ơi ngon lắm. 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 đi. Em xả luôn ha. Em còn ít em xả hết. Sô-cô-la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Sô-cô-la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 dùm em. Sô-cô-la 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 nè chị Hà ơi nha. Còn ít nha, em còn ít sực à. Rồi tiếp theo cho mọi người kẹo trái cây dùm em 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 luôn. Kẹo trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 dùm em. Kẹo trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 dùm em nha. Kẹo trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 dùm em mấy chị ơi.
nhanh còn chậm hết giùm em. Dạ không có bán khẩu trang y tế cho em bé chị ơi. Rồi comment lẹ cho em luôn rồi mấy chị, giá rất là rẻ bè. Nhanh còn chậm hết giùm em, kẹo trái cây giùm em. Nó kẹo kẹo bắp, kẹo chuối, kẹo môn, kẹo giải. Đó, rất là nhiều loại luôn mấy chị, kẹo dưa hấu nữa. Dạ em bán 35.000 bịch, 3 bịch trăm nhưng mà ngon dữ lắm nha, dạng kẹo mềm. Có set. Một set là 35.000, nhớ hỏi soạn hàng nha. Rồi, nhanh còn chậm hết cho em luôn, giá rất là rẻ bèo nha mấy chị ơi. Dạ, tiếp theo cho mọi người bộ thố thì em còn được 3 bộ nha. Chị nào lấy luôn đi, 40. Rồi, một set thố giùm em 40.000 chốt đơn. Set thố 40.000. Set thố 40, set thố 40. Rồi, một set thố 40.000 chốt đơn, set thố 40. Set thố 40 mấy chị ơi. Nha, một set thố 40.000. Dạ em còn được 3 set. Set thố 40 chốt đơn, set thố 40. Giá quá trời rẻ cho mấy chị luôn. Set thố 40.000, set thố 40. Rồi, tiếp theo cho mọi người cái dầu này. Lên bộ lụa ok chị luôn, em lên liền nè. Lụa 5 bộ 100 chị. Cái dầu này dầu ông già nha mấy chị ơi, dầu ông già hay là gọi là dầu vàng á. Rồi dầu ông già giúp em, vừa bán vừa tri ân vừa tặng vừa cho mấy chế luôn. Vừa bán vừa sale vừa tặng cho mấy chị luôn, dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100 chốt đơn. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100. Dạ có chị Hương Tuyết Võ, em lên liền cho nè. Rồi dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100. Rồi lên sữa tắm sầu gội đầu ok. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100 chốt đơn. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100 giùm em. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100 chốt đơn cho em lên. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100. Dầu ông già 35.000 chai 3 chai 100 chốt đơn cho em mấy chị. Còn cái sáp thơm của Mỹ này trời ơi nó thơm dữ lắm mấy chị. Sáp thơm của Mỹ này là phải nói là siêu thơm luôn nè. Sáp thơm của Mỹ này phải nói là rất là thơm luôn. Dạ ở ngoài bán cái 100.000 cục, bây giờ em bán bà 35.000 cục 3 cục 100. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100 chốt đơn. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100. Dạ lên xịt phòng luôn ok. Rồi sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100 giùm em. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100 nha. Đó, sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100. Dạ ok chị Tiền Phan Thị Ngọc, với bạn chốt đơn chị nói gọt thi giùm em nha chị nha. Các bạn chốt đơn nói gọt thi giùm em nha. Rồi comment luôn cho em mấy chị ơi. Rồi sáp thơm Mỹ 35.000 cục rất là thơm. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100 chốt đơn. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3 cục 100 chốt đơn. Nhanh còn chậm hết giùm em, có bông tẩy trang luôn. À, Lê ơi. Lê đâu ta? Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, em lên cho mọi người cái dầu này là dầu dầu gió xanh, dầu gió xanh 2 nắp của Sin. Không phải là dầu 2 nắp xịn giùm em mấy chị. Ở ngoài bán 300 mấy cái loại hàng loại 1 này, em bán mấy chị 115.000. Nè lấy xích thố rồi ra giùm nha Lê ơi. Rồi tranh thủ gọt ngay giùm em, có khẩu trang chị Đào Lê ơi, có khẩu trang chị lấy khẩu trang loại nào? Không có bán áo sơ mi chị nha. Rồi comment liền cho em là dầu gió xanh giùm em, có dầu gió xanh, màu trắng và màu vàng, hàng loại tốt, lên rụng tóc luôn ok chị. Rồi lên liền chị yêu nha. Chờ em xíu nè. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em luôn. Lấy chị cái bịch tông tẩy trang với này, cái chai nước ấy nè. Xong lấy cái thùng á, bỏ mấy cái xếp thố này vô, kéo lại để bên hông cái này nè, đời này nè, cho mấy đứa để dành sòn hàng, hàng lẻ đó, hiểu không? Lấy cái thùng bỏ vô để cặp với xào đồ nè, bên đây nè, cặp nè, để dài xuống nè. Rồi dầu gió xanh 2 nắp, comment là dầu gió xanh, comment là dầu 2 nắp xịn đi. Dầu 2 nắp xịn cho em, cái mùi nó thơm dữ lắm. Mình để xông hơi, xông mặt nè, mình thoa đau đầu, chống mặt, so bớt cũng rất là hay. Hàng này hàng của C, hàng sách tay luôn mấy chị, hàng này hàng xịn nha, hàng sách tay cho em. Giá 115.000. Dầu 2 nắp nha, dầu 2 nắp xịn. Dầu 2 nắp xịn cho em, thích màu nào lấy màu đó cho em. Dầu 2 nắp xịn 115.000. Dầu 2 nắp xịn 115.000 chốt đơn. Dầu 2 nắp xịn 115.000. Thơm lắm mấy chị ơi. Dầu thơm ghê luôn mấy chị ơi, thơm cực kỳ luôn. Rồi dầu 2 nắp xịn giùm em. Rồi dầu 2 nắp xịn, dầu 2 nắp xịn cho em mấy chị. Dạ, vừa tri ân vừa bán vừa tặng mấy chị luôn. Nha mấy chị yêu ơi, giá là siêu đỉnh cho em luôn. Dầu 2 nắp xịn giùm em mấy chị, cái mùi nó thơm lắm. Hàng hàng xịn cho em luôn, hàng này là hàng ta xách tay á. Xách tay của Singapore về luôn mấy chị, hàng xịn nha. Dầu 2 nắp xịn của Singapore ha. À, em không có bán chai xịt họng chị ơi. Dầu 2 nắp xịn, dầu 2 nắp xịn giùm em.
Dạ sale tri ân cho mấy chế luôn nha. Dầu hai nắp xịn, dạ không có quạt tích điện chơi. Dầu hai nắp xịn giùm em. Dầu hai nắp xịn, dầu hai nắp xịn cho em Linh. Dạ vừa tri ân vừa sale vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn. À quá trời rẻ luôn, cảm ơn chị Lê Tiết nha. Rồi dầu hai nắp xịn giùm em, giá 115.000 một chai. Mấy chị muốn lấy mấy chai lấy nha, em còn ít nè. Em còn khoảng tầm chục chai mấy bà ơi. Khoảng tầm chục chai hàng này, hàng xịn nha. Dầu hai nắp xịn giùm em. Rồi dầu hai nắp xịn, dầu hai nắp xịn cho em Linh. Giá là siêu rẻ bèo và siêu mê luôn là nè Lê. Lấy thêm cái thùng nữa, bỏ đầu này vô nè. Lật giặt nè. Cái này lấy cái này luôn, bỏ cái này luôn, đúng không? Cho chị cái bịch bán rồi xong lấy cái đó bỏ vô thùng luôn, để kéo luôn không đó luôn cho mấy đứa sợ luôn. Rồi comment lẹ, comment ngay cho em luôn với chị. Dầu hai nắp xịn giùm em. Dầu hai nắp xịn, dầu hai nắp xịn cho em 115.000, hàng chuẩn xịn cho em luôn nha. Dầu hai nắp xịn, dầu hai nắp xịn cho em Linh. Rồi tiếp theo cho mọi người xịt phòng. Xịt phòng bây giờ em còn ít nha mấy chị ơi. Dạ 30.000 chai xịt phòng, 30.000 chốt đơn. Xịt phòng 30.000 chai chốt đơn, xịt phòng 30.000 chai. Xịt phòng 30.000 chai chốt đơn, xịt phòng 30.000 chai. Nhanh còn chậm hết giùm em. Xịt phòng 30.000 chai chốt đơn giùm em. Rồi xịt phòng nhỏ giùm em nha, 19.000. Xịt phòng nhỏ 19.000 chốt đơn. Xịt phòng nhỏ 19.000 nha mấy chị ơi. Xịt phòng nhỏ 19.000. Rồi xịt phòng là 30.000 chai, còn xịt phòng nhỏ là 19.000. Xịt phòng nhỏ là 19.000 chai. Xịt phòng nhỏ là 19.000. Nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị, giá rất là rẻ luôn. Xịt phòng nhỏ 19.000 chốt đơn. Xịt phòng nhỏ 19.000 lên sữa tắm ok chị, em lên sữa tắm liền. Xịt phòng nhỏ là 19.000 chai, mùi nó cũng thơm lắm. Còn đây xịt phòng nha, là 30.000 chai. Xịt phòng 30.000 chai. Con dầu không ở dưới còn không? Dung dịch vệ sinh dầu không á. Dung dịch vệ sinh dầu không. Còn đúng một thùng nữa. Rồi comment lên cho em, đó là dưỡng bông, cái này là nước tẩy trang mấy chị, hay còn gọi là nước thần á, vừa tẩy trang nè, vừa làm trắng da, xe khích lỡ chân lông, siêu đã luôn cho nha mấy chị ơi. Rồi hôm nay vừa bán vừa tặng vừa xe mấy chị luôn. Comment ngay, comment liền giùm em luôn nha mấy chị ơi. Nước thần giùm em mấy chị, một set là 2 chai 35.000. Một set nước thần 35.000 giùm em. Mua khẩu trang qua chưa có ai chốt. Dạ hôm nay mấy bạn gọi chốt cho Gia Bảo ơi. Đơn qua mấy bạn đang gọi nha. Cái đầu thử Covid có nha chị Ngọc Lê, có nha, chờ em xíu đi. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em nha, nước thần giùm em. Nước thần giùm em mấy chị ơi, nước thần giùm em nha. Comment là nước thần 2 chai giùm em là 35.000. Nước thần 2 chai là 35.000. Nước thần 2 chai là 35.000. Cảm ơn chị Lê Tiết. Nước thần 2 chai. Nước thần 2 chai là 35.000. Ok chị hai nét, chờ em xíu em lên cho chị ơi. Rồi nước thần 2 chai là 35.000, người lấy 2 chai nước tẩy trang á mà xài trắng da lắm lắm luôn. Rồi tiếp theo cho mấy chị luôn nè mấy bà ơi. Dạ, sale cho mọi người luôn, bông tẩy trang 27.000 chốt đơn. Bông tẩy trang 27.000, bông tẩy trang 27. Nhanh còn chậm hết giùm em. Bông tẩy trang 27.000 chốt đơn, bông tẩy trang 27.000. Bông tẩy trang 27.000, bông tẩy trang 27.000. Giá rất là rẻ luôn nha. Rồi bông tẩy trang 27.000 chốt đơn, có tẩy tế bào gốc chị ơi. Có tế bào gốc em siêu lên liền cho. Rồi bông tẩy trang 27.000 mua bộ luôn cho em. Hai chai nước thần với cây bông tẩy trang đi mấy chị. Hai nước thần là 35.000. Bông tẩy trang cho em 27.000. Bông tẩy trang 27.000 chốt đơn, bông tẩy trang 27 nha. Bông tẩy trang 27.000 giùm em. Xong nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi lên cho mọi người trà sữa Gong Cha. Trà sữa Gong Cha bây giờ em còn khoảng tầm được 7 bọc, em tặng mấy chị luôn 49.000. Trà sữa Gong Cha 49.000 chốt đơn. Trà sữa Gong Cha 49.000, trà sữa Gong Cha 49. Rồi trà sữa Thái Đỏ 49. Trà sữa Thái Đỏ 49 nha. Trà sữa Gong Cha 49, trà sữa Thái Đỏ 49. Chút nữa ghi giá xuống dưới cái bàn chốt đơn cho mấy đứa nha. Mấy cái hàng chị sale nè, ví dụ như trà sữa nên chấm chốt, chứ không chốt cho người ta. Cái bán hoài thì bán hoài, y như sô-cô-la tôi bán hoài, cái này tôi bán nhớ bán hoài luôn mà. Sống còn hoài. Còn cái xịt xịt phòng nhỏ là 19.000 thấy bán hoài luôn mà, không chốt cho người ta. Ghi xuống dưới, ghi giấy, ghi xuống dưới cho nó nha. Mấy cái đó là có giá đó đó hàng sale. Rồi comment liền cho em luôn, trà sữa Thái Đỏ cho em 49, trà sữa Gong Cha 49, trà sữa Thái Đỏ 49, trà sữa Gong Cha 49 mấy chị. Trà sữa Thái Đỏ 49.000, trà sữa Gong Cha 49 nha. Giá rất là rẻ luôn quá chị. Rồi trà sữa Thái Đỏ là 49.000, trà sữa Gong Cha 49. Trà sữa Thái Đỏ 49.000, trà sữa Gong Cha 49 mấy chị. Mỗi loại còn khoảng 5-7 chai á. Mỗi loại còn 5-7 chai á, nhanh tay giùm em luôn nha. Trà sữa Gong Cha là 49.000, trà sữa Thái Đỏ 49. Trà sữa Gong Cha 49, trà sữa Thái Đỏ 49. Trà sữa Gong Cha 49.000, trà sữa Thái Đỏ 49. Trà sữa Gong Cha 49, trà sữa Thái Đỏ 49 chốt đơn. Trà sữa Gong Cha 49.000, trà sữa Thái Đỏ 49. Nhanh còn chậm hết giùm em. Trà sữa Gong Cha 49.000, trà sữa Thái Đỏ 49 chốt đơn.
Rồi tiếp theo cho mọi người kem đánh răng, bàn chải đánh răng luôn. Ok mấy chị, chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Bông tẩy trang 27.000, chị Lê Hoàng bịch to đồ luôn. Dạ có chị Dượng, Dượng Nguyễn ơi, 2 ngày nữa về em ship nha, 229.000 màu trắng. 229.000 màu trắng nha. Rồi bộ test Covid giùm em là bộ test nước bọt giùm em mấy chị. Bộ này bộ test nước bọt giùm em nha mấy chị. Bộ test Covid giùm em. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em, bộ test Covid cho em đi mấy chế ơi. Ha, em xe cho mấy chế luôn nè. Giá 55.000. Bộ test Covid 55.000, chốt đơn bộ test Covid 55. Bộ test Covid 55.000, bộ test Covid 55. Bộ test Covid 55.000 chốt đơn. Rồi tiếp theo cho mấy chị nè. Lên hút cốp ok ok. Rồi comment lẹ, comment ngay giùm em. Còn nho khô không? Dạ còn 75.000 chị ơi, nho khô 75 nha. Rồi còn luôn. Rồi tiếp theo mọi người luôn, bàn chải than tre giùm em 4.000 cây chốt đơn. Bàn chải than tre 4.000 cây. Bàn chải than tre 4.000 một cây giùm em, muốn lấy bao nhiêu cây lấy. Bàn chải than tre 4.000 cây. Giá sữa mặt gạo 25.000 chai, còn sữa mặt bơ là chai to hơn xíu là giá 30 nha chị, 30.000. Rồi tranh thủ giùm em mấy chị ơi. Đó, giá xuất sắc cho mọi người luôn. Bàn chải than tre 4.000 cây. Bàn chải than tre 4.000 cây chốt đơn cho em. Bàn chải than tre 4.000 một cây. Mấy chị muốn lấy bao nhiêu cây lấy nha. Bàn chải than tre 4.000. Bàn chải than tre 4.000 cây chốt đơn. Dạ, mà lấy 10 cây là 40, 20 cây là 80, lấy nguyên thùng luôn. Nguyên thùng, nguyên hộp bàn chải than tre là 30 cây là 110.000. Một hộp bàn chải than tre là 110.000. Chiếc nam họ là 60.000 set 5 quần nha chị ơi, kèm cho em số ký. Một set chiếc nam là 60.000 5 quần nha mấy chị nha. Nhớ thả cho em số điện thoại lên nha mấy chị ơi. Nhớ comment mã phải thả cho em số điện thoại theo nha mấy bà. Giá rất là rẻ cho mấy bà luôn đó. Rồi comment là bàn chải than tre 4.000 một cây. Mấy chị muốn lấy mấy cây cũng được, lấy nguyên hộp là 30 cây là giá 110.000 một hộp bàn chải than tre nha. Đúng rồi, chị Mỹ Tiên ở phường 3, thành phố Tây Ninh nha em. Rồi em lên tiếp cho mọi người là bàn chải này là bàn chải Thái đi mấy chị nha, thích lấy cái nào loại nào lấy. Bàn chải Thái thì 6.000 một cây, có cái hộp bảo vệ luôn, đã không? Bàn chải Thái 6.000 một cây cho em. Cho chị coi chip nam, ok chị luôn. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi comment liền cho em mấy chị ơi, bàn chải Thái giùm em. Bàn chải Thái giúp em mấy chị. Giá rất là rẻ luôn ha mấy chị yêu ơi. Rồi bàn chải Thái không có bán sữa tắm hoa hồng, chị chưa có về. Rồi đó em đang tìm nguồn cho mấy chị giá tốt quá. Rồi bàn chải Thái giùm em là 6.000 một cây, lấy 10 cây là 60, 20 cây là 120, lấy một hộp thì 30 cây, bình thường là bán 180 đúng không? Nhưng mà nay xe cho mấy chị luôn nha, một hộp bàn chải Thái giùm em giá 150. Một hộp bàn chải Thái 150 chốt đơn. Một hộp bàn chải Thái giá 150 giùm em. Một hộp bàn chải Thái giá 150 nha mấy chị. Một hộp bàn chải Thái giá 150. Em thấy chị Hương Trần. Thấy chị Hương Trần nha. Một hộp bàn chải Thái giá 150, muốn lấy mấy cây cũng được, 6.000 cây bàn chải Thái. Ghi đúng cú pháp giùm em để lộn nha mấy chị ơi. Ha, bàn chải Thái 6.000 một cây. Bàn chải Thái 6.000 một cây, mấy chị muốn lấy bao nhiêu cây lấy nha. Bàn chải Thái 6.000 một cây chốt đơn. Bàn chải Thái 6.000 một cây. Ha mấy chị yêu. Mấy chị lấy cho em 10 cây là 60, 20 cây là 120, lấy nguyên hộp luôn đi anh xài. Ha, nguyên một hộp thì giá của nó là 150 nha. 150 giùm em nha mấy chị ơi, 150 bàn chải Thái. Giá đỡ điện thoại giùm em 25.000 cây, 2 cây 50. Mới nhận được hàng bằng chải than tre nè, 25 cái hà mất thiếu 5 cái. Ồ vậy hả chị Nguyễn Tho? Rồi ok, để lại số điện thoại cho em đi chị yêu ơi. Comment cho em là xử lý đơn hàng cộng số điện thoại giùm em. Xử lý đơn hàng cộng số điện thoại giùm em mấy chị. Xử lý đơn hàng cộng số điện thoại kêu kiểm tra hộp bằng chải than tre có 25 cây. Khách mang vốn. Còn phải đếm. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em nha. Rồi comment lẹ, comment ngay cho em luôn, giá là rất là rẻ luôn. Dung dịch hình Hana là giá cho mọi người là 90. 90 các chị yêu ơi, dung dịch Hana 90. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị yêu, giá đỡ điện thoại giùm em. Giá đỡ điện thoại 25.000 cây, 2 cây 50. Giá đỡ điện thoại 25.000 cây, 2 cây 50 chốt đơn. Rồi lên cho mọi người kem đánh răng. Em lên cho mọi người kem đánh răng mấy chị ơi, kem đánh răng lo súp. Kem đánh răng lo súp hàng chuẩn Thái giùm em 25.000 tiếp. 2 tiếp 50, 4 tiếp 100. Lấy một lốc kem đánh răng kem luôn. Một lốc kem đánh răng giùm em, một tiếp là 25.000, 2 tiếp 50, 4 tiếp 100. Một lốc kem đánh răng kem luôn, giá bình thường là 150 đúng không? Em xem 130. Một lốc kem đánh răng 130 chốt được. Dạ, kem đánh răng lo súp hàng của Thái chị ơi 25.000 tiếp. 25.000 tiếp, 2 tiếp 50. 25.000 tiếp, 2 tiếp 50, 4 tiếp 100. Lấy một lốc kem luôn 130.000 chốt đơn. Một lốc là 130.000 giùm em. Một lốc kem răng 130 mấy chị ơi. Một lốc kem răng 130.000 chốt đơn. Một lốc kem răng 130.000.
giá quá trời rẻ mấy chị luôn. Một lốc kem răng là 130, ngồi đây lóc để mấy chị lời ha, mình lời được 20 ngàn, mua nguyên lốc lời được 20 ngàn nha mấy chị ơi, nguyên lốc là lời được 20, giá rất là rẻ cho em luôn, nhanh còn chậm hết chị em, giá là rất là xuất sắc. 25 ngàn tiếp, 2 tiếp 50, 4 tiếp 100, lấy một lốc kem răng cho em luôn, một lốc kem răng luôn cho em là giá 130 ngàn chốt đơn, một lốc kem răng là 130. Còn cái này kem răng này kem răng ông già mấy chị nha, em bán xe cho mấy chị luôn, xài là siêu xuống cho em nha mấy chị ơi, kem đánh răng già là xài siêu mát luôn cho mấy chị đó. À, nú răng tê buốt răng là xài rất là hay, hương của nó là hương bạc hà cho em luôn. Kem răng ông già một hộp chỉ có 2 tiếp bên trong, hôm nay bán cho mấy chị luôn 65 ngàn, kem răng ông già 65 ngàn chốt đơn ha. Dạ mới vừa lên xong á chị Trinh ơi, em qua rồi em có lại đi giùm em nha, chút có gì coi lại giùm em đi chị Trinh nha. Rồi comment lại cho em là kem bánh răng ông già giùm em giá 65 ngàn một tiếp ha, 65 ngàn một hộp là 2 tiếp kem bánh răng ông già, kem bánh răng ông già cho em mấy chị, nhanh còn chậm hết giùm em, nhanh còn chậm hết, kem đánh răng ông già chốt đơn, kem đánh răng ông già chốt đơn giùm em 65 ngàn hộp chốt đơn giùm em. Chị ơi cho chị xem vào gọi mini, ok chị Bích Vân chờ xíu em lên cho, có kẹo thạch không? Dạ kẹo thạch trái cây em còn á chị nha, kẹo thạch trái cây em còn 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kẹo thạch trái cây này siêu ngon luôn á, 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kẹo thạch trái cây giùm em 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kem ông già, kem đánh răng ông già giùm em 65 ngàn chốt đơn, kem đánh răng ông già 65 ngàn chốt đơn, kem đánh răng ông già 65 ngàn, kem đánh răng ông già 65 ngàn nha mấy chị, kem đánh răng ông già 65 ngàn một hộp là được 2 tiếp luôn cho em. Có vệ sinh phụ nữ không? Dạ có chị. Rồi còn đây là kem đánh răng ông già, kem đánh răng ông già giùm em mấy chị yêu, kem đánh răng ông già, kem đánh răng ông già cho em Linh, giá quá trời rẻ bèo luôn ha, 65 ngàn, kem đánh răng ông già 65 ngàn chốt đơn, kem đánh răng ông già 65. Còn đây là kem đánh răng thảo dược giùm em 20 ngàn tiếp, muốn lấy mấy tiếp lấy, kem đánh răng thảo dược giùm em mấy chị ơi nha, kem đánh răng thảo dược 20 ngàn tiếp chốt đơn, kem răng thảo dược 20 ngàn tiếp, kem răng thảo dược 20 ngàn chốt đơn, kem răng thảo dược 20. Rồi kẹo thạch trái cây giùm em mấy chị, rồi kẹo thạch trái cây giùm em đó, giá phải nói rất là ngon luôn, rất là rẻ luôn á chị yêu ơi. Rồi kẹo thạch trái cây giùm em mấy chị ơi, 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 chốt đơn, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 chốt đơn, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 giùm em, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, mẹ nói gì vậy, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 chốt đơn, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100 chốt đơn, kẹo xăm không được em còn chị yêu ơi, kẹo thạch trái cây 35 ngàn bịch, 3 bịch 100. Rồi bình tủ lạnh hiện tại bây giờ em còn được 5 cái em tặng luôn mấy chị nha, nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi bình tủ lạnh giùm em 40 ngàn chốt đơn, bình tủ lạnh 40 ngàn. Rồi bình tủ lạnh 40 ngàn chốt đơn, bình tủ lạnh 40, bình tủ lạnh 40 ngàn chốt đơn cho em, bình tủ lạnh 40 ngàn chốt đơn mấy chị ơi, bình tủ lạnh 40 ngàn, bình tủ lạnh 40 ngàn, bình tủ lạnh 40. Rồi bình tủ lạnh 40 ngàn chốt đơn, bình tủ lạnh 40, giá rất là rẻ bèo luôn, nhanh còn chậm hết thì em mấy chị, bình tủ lạnh 40 ngàn vậy được 5 cái thôi mấy chị ơi, hết luôn rồi đó, đựng nước mát, đựng nước xăm, đựng bất cứ gì cũng được, nước cam gì đó mình bỏ tủ lạnh nữa nó lạnh uống rất là đã anh chị ơi. Dạ 40 ngàn, bình tủ lạnh 40 chốt đơn, bình tủ lạnh 40, giá là siêu rẻ luôn ha, bình tủ lạnh 40 ngàn chốt đơn, bình tủ lạnh 40, bình tủ lạnh 40 ngàn chốt đơn, bình tủ lạnh 40, bình tủ lạnh 40 ngàn, bình tủ lạnh 40. Rồi tiếp theo cho mọi người nữa, em lên cho mọi người kẹo xăm không đường đúng không? Rồi kẹo xăm không đường, bánh trắng trắng 20 ngàn bịch nha. Bánh trắng trắng là 20 ngàn bịch, mấy chị muốn lấy mấy bịch lấy. Bánh trắng trắng là 20 ngàn bịch. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, nhớ ghi là kẹo thạch trái cây giùm em nha, kẹo thạch trái cây, kẹo thạch trái cây, kẹo thạch trái cây cho em. Rồi kẹo xăm không đường giùm em mấy chị, kẹo xăm không đường, kẹo xăm không đường giùm em giá vặn luôn 55 ngàn chốt đơn, kẹo xăm không đường 55 ngàn, kẹo xăm không đường 55 ngàn, nhanh còn chậm hết giùm em, kẹo xăm không đường 55 ngàn, kẹo xăm không đường 55 ngàn bịch. Cái này ở ngoài bán 90-95 ngàn đó, bán 90-95 lận mà hôm nay em bán cho mấy chị luôn. Rồi kẹo xăm không đường giùm em 55 ngàn, kẹo xăm không đường 55 ngàn chốt đơn, kẹo xăm không đường 55 ngàn. Rồi kẹo xăm không đường 55 ngàn chốt đơn, kẹo xăm không đường 55 ngàn, giá rất là rẻ bèo, kẹo xăm không đường 55 ngàn, nhanh còn chậm hết giùm em, kẹo xăm không đường 55 ngàn chốt đơn, kẹo xăm không đường 55 ngàn. Dạ hủ tóc em lên ủng tóc cho, kẹo xăm không đường 55 ngàn,
Kẹo xăm không đường 55.000, chốt đơn kẹo xăm không đường 55.000. Giá quá trời mời đúng không? Quá trời đỉnh luôn. Kẹo xăm không đường 55.000, bình tủ lạnh em còn mấy cái hết luôn rồi đó mấy bạn. Kẹo xăm không đường 55.000. Bao nhiêu vậy mình mua vào? Dạ, cái dầu gió xanh mà dầu hai nắp của hàng xịn á, hàng của xin á là giá 115.000 nha, hàng nhập khẩu á chị. Không biết là dầu xăm hai nắp xịn. Đó, 115.000 chai. Nha, ok chưa? 55.000 mấy chị lấy người 5 bịch đi. Cứ mệt mệt ngậm vô cục cho em. Mệt mệt ngậm cục cho em mấy chị nha. Giá rất là xuống luôn. Rồi kẹo xăm không đường 55.000 bịch. Siêu thị á, tất cả siêu thị nó có hết trơn, có cái quầy xăm nào là cũng có loại này hết. Nó bán hình như 90 hay 85 lận. 85 90 không à. Nhưng mà hôm nay em bán em mấy chị giá này quá rẻ đúng không? Giá siêu rẻ luôn cho em. Rồi nhanh còn cầm hết cho em mấy chị. Rồi kẹo xăm không đường 55.000 chốt đơn. Kẹo xăm không đường 55.000. Kẹo xăm không đường 55. Kẹo xăm không đường 55.000, kẹo xăm không đường 55. Rồi tiếp theo lên Trà Là cho mọi người. Chia sẻ giùm em mấy chị, mỗi cục vàng cho em cái hai cái chia sẻ mấy bà ơi. Trà Là này em bán qua năm suốt tháng, ngon cực kỳ luôn, có lên đồ chị xíu em lên cho. Nó đủ tóc ok mấy chị nè. Rồi 18.000 luôn cho em. Trà Là 18.000 chốt đơn, Trà Là 18.000 giùm em mấy chị. Trà Là 18.000 nha. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Nhanh còn chậm hết, Trà Là 18.000 chốt đơn. Trà Là 18.000, Trà Là 18.000 giùm em. Giá phải nó là siêu siêu rẻ đúng không? Lên mật ong đi em. Dạ mật ong một chai là 1 lít đó chị. À, là 59.000 giùm em. Một chai là 1 lít đó, 1 lít là 59.000. À, Trà Là này ngon lắm Linh, cảm ơn chị Mimi Wan nha, bà nào cũng khen hết trơn á. Rồi lấy 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch cho em đi chị. Nha, siêu ngon luôn. Ly chai lớn đi Linh ơi, chị chốt luôn. Ok chị Bảo Thi 65.000 chai, Bảo Thi em chị lên liền nè. Rồi gọt ngay cho em luôn, Trà Là 18.000 chốt đơn, Trà Là 18.000. Trà Là 18.000 giùm em. Rồi ly hiện tại bây giờ em có ly Bạc Hà, ly Quan Đào mấy chị nha. Ly Bạc Hà, ly Quan Đào giùm em. Dạ vừa bán vô trơn vừa tặng mấy chị luôn. 65.000 chai chốt đơn. 65.000 chai ly giùm em đi mấy chị. Ly 65.000 chai giùm em mấy chị, muốn lấy mấy chai cũng được. Nha, hàng của Thái, dung tích của nó là 450ml mấy chị. Rồi giá cực kỳ đỉnh luôn cho em nha, nhanh tay có đơn liền, đặt tùm lum mà giao không đủ buồn ghê. Chị Khang Gia Nguyễn ơi, Khang Kha Nguyễn nha. Đứng tiền đủ mình không? Chắc là do mình đặt hai ba like á, đặt hai ba like. Ủa Linh ơi, đặt cơm trái mà không thấy vị Linh. Dạ chị Hương ơi, chị đặt hồi nào mấy bạn, gọi chốt đơn chị chưa chị Hương? Gọi chốt đơn chị chưa? Dạ em hết bình nước tủ lạnh nên còn mấy bình à chị, nên không có lên lại đâu chị nha. Rồi comment lia cho em 65.000 chốt đơn. Lia 65.000, lia 65. Lia 65.000 chốt đơn cho em. Lia 65.000, lia 65 giùm em mấy chị ơi, nhanh còn chậm hết. Lia 65.000, lia 65. Xmen bot hết hàng rồi chị Tiền Võ ơi. Xmen bot hết hàng rồi. Rồi lên quần áo lên liền. Rồi comment cho em mật ong là mật ong thì cứ comment đi 59.000. Rồi comment lia là 65.000. Lia là 65.000 chai giùm em. Lia là 65.000 một chai, muốn lấy mấy chai lấy. Lia 65.000 chai chốt đơn, lia 65.000 nha mấy chị ơi. Lia là 65.000, lia là 65.000. Rồi tiếp theo cho mọi người lên cái kẹo này ngon lắm nè. Comment ô mai mít vị, nó dạng mứt. Ô mai này là dạng mứt cho em mà ngon cực kỳ luôn cho em nha mấy chị. Dạ mới lên xong ly Bạc Hà luôn á chị Nguyễn Lụa, 65.000 chai nha. Nha chị Nguyễn Lụa ơi. Rồi comment này cho em nè. Ô mai mít vị giùm em mấy chị. Ô mai mít vị giúp em nha. Giá hôm nay bán tặng cho mấy chị luôn. Dạ, người lấy cho em 5 bịch. Ô mai này ngon lắm mấy chị, cái dạng mứt dòm cherry Việt Quốc, ô mai mít vị, ô mai đào. Nhưng mà ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, có vị chua, rất là siêu ngon luôn. Nhưng mà nhiều món lắm mà, giao có mấy món à Linh. Vậy hả chị Khang Gia Nguyễn ơi, giờ đặt lại đi chị. Cho em số điện thoại của chị đi, cho mấy bạn điện đặt lại cho. Nên như vậy xin phụ nữ Hana đi Linh. Ok chị Phương Tâm. Rồi comment 37.000 bịch cho em ô mai mít vị 37.000 đi chị ơi. Ô mai mít vị 37.000 bịch chốt đơn nha. Ô mai mít vị 37.000. Dạ chị Bu Bin ơi, giá 229.000 thùng giùm em màu trắng nha chị nha. À, 229.000 thùng màu trắng. Rồi nhanh còn chậm hết cho em. Nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi. Giá hôm nay là rẻ quá rẻ luôn nè. Ô mai mít vị 37.000 chốt đơn, ô mai mít vị 37. Ô mai mít vị 37.000 chốt đơn, ô mai mít vị 37. Giá là siêu rẻ bèo luôn. Nhanh còn chậm hết giùm em. Ô mai mít vị 37.000. Ô mai mít vị 37.000 giùm em mấy chị.
Ô mai mít vị 37.000, mới đặt trên line nè, sao không thấy báo gì Linh ơi? Dạ chưa đâu chị ơi, từ từ nha. Hệ thống này đang bị lỗi á chị, nên cứ đặt đi, mấy bạn sẽ gọi chốt đơn à nha. Có báo không báo gì mấy bạn cũng sẽ gọi cho nha, yên tâm nha cục vàng. Cứ để là số điện thoại lên mã hàng cho em là được rồi. À bữa chị nhận tiền lộn chị, hai xếp giấy 100.000. À. Rồi ok chị Út Trần, để em cho mấy bạn coi cho chị Duy nha. Rồi comment lên ơi, xuống like có nhân viên gọi chốt đơn hàng hay sao? Dạ đúng rồi chị Mỹ Tiên, xuống like sẽ có nhân viên gọi chốt đơn cho mấy chị nha. Mấy chị chú ý điện thoại giùm em. Giảm cân đông y, tối trước khi ngủ 2 viên như Nguyễn Trinh ơi. Tối trước khi ngủ chị uống cho em 2 viên. Rồi người lấy cho em 2 bịch, 3 bịch, 5 bịch giùm em. Ô mai mít vị cho em đi 37.000. Ô mai mít vị giùm em 37.000 nha chị nha. Ô mai mít vị 37.000 bịch. Dạ ô mai mít vị 37.000 bịch chốt đơn. Ô mai mít vị 37.000 chốt đơn. Ô mai mít vị 37.000. Giá phải nói là rất là rẻ đúng không? Ô mai mít vị 37.000 chốt đơn. Ô mai mít vị 37. Rồi nhanh còn chậm hết nè. Ô mai mít vị 37.000 chốt đơn. Ô mai mít vị 37.000. Giá là siêu siêu rẻ bèo luôn. Ô mai mít vị 37.000. Ô mai mít vị 37.000. Nhanh còn chậm hết em. Ô mai mít vị 37. Rồi tiếp theo cho mọi người nữa nè. Cà phê là cà phê Thái và cà phê bạch lớn mấy chị. À, cà phê này là bịch to, gấp đôi cà phê bịch rồi, 52.000. Rồi cà phê Thái giùm em 52.000. Cà phê Thái 52.000 em mà loại bịch lớn nha chị nha. Giờ em có loại bịch lớn không có lịch nhỏ đâu. Rồi lên cao dáng cho chị luôn ok nè. Rồi comment cà phê Thái 52.000 giùm em. Cà phê Thái 52.000 chốt đơn cà phê Thái 52.000. Nhanh còn chậm hết cho em. Cà phê Thái 52.000. Dạ lên bộ đi ok. Cà phê Thái 52.000 mỗi chế thương em, nhấn cho em cái chia sẻ liền đi mấy chị. Nhấn cho em cái hai cái chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang liền cho em lên đi mấy chị. Giá hôm nay rẻ quá, rẻ luôn, rẻ vô cùng luôn. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi cà phê Thái 52.000 chốt đơn. Cà phê Thái 52.000. Lên khẩu trang cái 94 đi Linh ơi. Ok chị Thôi em lên liền này chị Thôi ơi. Rồi cà phê Thái 52.000 một bịch. Dạ bịch to 40 gói lận. Cái này có 20 gói chứ. Bịch to mấy chị ơi. Đó, bịch to nha, tới nửa ký lận. Bịch to nửa ký nha, giá 52.000 giùm em. Cà phê Hòa Tan siêu ngon, Copico của Thái á, nổi tiếng từ nào giờ. Bữa em bán một nhỏ không rồi đã 45 rồi ha, có nửa mà 45 rồi, hôm nay bán với bà luôn nha. Rồi cà phê Thái giùm em mấy chị ơi, 52.000 chốt đơn. Cà phê Thái 52.000. À dạ, hồi tối em bạn đang gọi đó chị yêu nha. Cà phê Thái 52.000 bịch nha. À, shop dây cả tuần sao chưa nhận được hàng. Lệ Xuân kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại giùm em. Lệ Xuân ơi, trả lời em hỏi mà không thấy chị trả lời. Trinh Nguyễn ok chị luôn. Rồi comment là cà phê Thái 52.000 lên dầu gọi đô đi. Ok dầu đô, lấy dầu đô chốt bán luôn nha. Thí ơi, thí đâu rồi ta? Con nghĩ sao đi chứ, chị Lê nghĩ trước rồi phải không? Con lấy cà phê Thái ăn cái dầu gọi đô chốt bán hay dầu gọi đô. Rồi cà phê Thái giùm em mấy chị ơi, 52.000. 52.000 giùm em, đầu lụa 7-8kg không có đâu chị ơi. Người lấy bịch 2 bịch 3 bịch đi, bịch này bịch to, loại 52 nha. Tối mua là bên em đang gọi, chưa gọi chị ơi. Đô giá nhiêu ta? Rồi lên cho mọi người ủ tóc mấy chị ơi. Lên quần lót luôn, khẩu trang ok, từ từ em lên hết cho. Hôm nay like từ từ nha. Bịch này là 20 gói trong á chị, bịch là 20 gói nha. Rồi ủ tóc giùm em, ủ tóc dừa 70 hả? Rồi ủ tóc dừa giùm em, vừa bán vừa xe vừa tri ân vừa tặng mấy chị luôn. Rồi ủ tóc dừa hộ em đi 42.000 cho em. Ủ tóc dừa, em có ủ tóc dừa và ủ tóc bơ 42.000 nha. Ủ tóc dừa 42.000 giùm em. Nó là tinh chất của nó là tinh chất dầu dừa. Đó, dừa già nhưng mà thơm dữ lắm mấy chị. Thơm cực kỳ thơm luôn, gậu đầu xong mấy chị ủ cái này lên cho em. Xả tóc cho em là bao mượt nha. Bao mượt luôn, bao siêu mượt cho em. Rồi gọt ngay gọt lẹ gọt luôn giùm em luôn. Ủ tóc dừa 42.000. Ủ tóc dừa 42.000, cà phê đó là cà phê dạng cà phê Hòa Tan á chị. Cà phê Hòa Tan sữa nha, chứ không phải cà phê đen đâu. Giá 52.000 rẻ lắm mấy chị, rẻ cực kỳ luôn. Người lấy 2 bịch, 2 bịch, 2 bịch đi. Chưa bao giờ có giá đó luôn, thật sự luôn, có 52.000 thôi. Rồi, giờ gọi bên đặt hàng được không? Dạ, nếu gọi mấy bạn bắt máy thì ok, còn hỏi sợ mấy bạn không bắt máy á chứ. Gọi mấy bạn không bắt máy thì để lại số điện thoại mấy bạn bên đây điện cho nha chị nha. Còn không điện trực tiếp cho bên em, chỉ cần gấp đó hả? Chị điện luôn đi, chị điện bên em đi, điện cái số em ghi ở trên á. Rồi nhanh còn chậm hết thì em mấy chị ơi, chị điện cứ điện số nào được bên em chốt luôn là ok. Rồi comment ủ tóc dừa giùm em, người lấy 2 hũ đi mấy chị. Người 2 hũ, 3 hũ, 4 hũ cho em đi. Giá quá rẻ đúng không? Rồi ủ tóc dừa cho em 42.000 chốt đơn. Ủ tóc dừa 42.000. Ủ tóc dừa 42.000 giùm em, ủ tóc dừa 42.000. Dạ siêu muộn tóc luôn mấy chị, ủ tóc dừa 42.000 chốt đơn. Ủ tóc dừa 42.000 chốt đơn, ủ tóc dừa 42.
nhanh còn chậm hết tìm em. Ủ tóc dừa 42.000, ủ tóc dừa 42.000, ủ tóc dừa 42. Giá quá trời rẻ cho mấy bà luôn nha. Rồi nhanh tay để có đơn chậm tay hết hàng. Ủ tóc dừa 42.000, nhanh còn chậm hết dùm em. Ủ tóc dừa 42.000 dùm em mấy chị. Nay có lên đồ nha chị ơi, xin lên đồ có nha. Ủ tóc dừa 42.000 hũ, người lấy 2 hũ, 3 hũ, 4 hũ cho em. Ở ngoài ta bán hình như 65-75.000 đúng không? Hũ nửa ký. 65-75.000 hũ nửa ký, nhưng mà hôm nay em bán cho mấy chị luôn. Chỉ có giá là như mấy chị 42.000 hũ thôi. Ủ tóc dừa 42.000. Ủ tóc dừa 42.000 chốt đơn. Ủ tóc dừa 42.000. Nhanh còn chậm hết nha. Ủ tóc dừa 42.000, ủ tóc dừa 42.000. Giá là siêu rẻ luôn mấy chị. Siêu rẻ bèo luôn. Ủ tóc dừa 42.000. Dạ thích lấy mấy hũ lấy nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị luôn nè. Lên cho mọi người giàu gọi nha. Giờ lên kính thưa các gọi là gọi cho mấy bà. Ok chưa? Mỗi cục vàng thương em nhấn cho em cái chia sẻ liền. Thương em nhấn cho em cái chia sẻ lên cho giàu gọi trước, cái sau em sẽ lên quần áo cho mấy chị nha. Có số em cứ lên mình gọi cho mấy chị nữa, mình gọi đẹp đẹp không à. Ok chưa? Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn. Rồi comment liền cho em là giàu gọi đô. Giàu gọi đô giùm em mấy chị ha, giàu gọi đô giùm em nhanh còn chậm hết. Giàu gọi đô cho em lịch. Giá hôm nay là rẻ như cho. Rẻ như cho luôn mấy chị. 70.000 chai. Dầu gọi đô 70.000 chai rẻ sình. Dầu gọi đô 70.000 chai. Dạ còn chị Trinh nữa ơi, chị comment cho em là khốt đi. Một lốc khớp đi 105 đi chị, một lốc khớp 105 nha. Ghi giùm em là một lốc khớp 105 giùm em. Rồi dầu gọi đô 70.000 chốt đơn. Dầu gọi đô 70.000, dầu gọi đô 70. Rồi dầu gọi đô 70.000 chốt đơn cho em liền. Dầu gọi đô 70.000. Nhanh còn chậm hết thì em với chị nha. Giá rất là rẻ luôn. Rồi dầu gọi đô 70.000 một chai. Muốn lấy 2 chai, 3 chai, muốn lấy nhiều lấy. Dầu gọi đô 70.000. Dầu gọi đô 70, dầu gọi đô 70 cho em lên. Nha, giá rất là rẻ luôn. Nha, nhanh còn chậm hết thì em. Dầu gọi đô 70.000 chốt đơn, dầu gọi đô 70. Dầu gọi đô 70.000, dầu gọi đô 70. Mấy chị ngồi lấy 2 chai, 3 chai dùm em nha. Giá quá là rẻ đúng không? À, mạng bữa nay đứng ngoài luôn á chị ơi. Vậy hả? Vậy hả chị yêu? Rồi dầu gọi đô người lấy 1 chai, 1 chai, 1 chai dùm em đi. Dầu gọi đô dùm em nha. Rồi lên dầu gọi hết cho mấy chị luôn 80. Dầu gọi hết thì 80. À, dầu gọi hết 80 buổi không có. Dầu gọi hết 80.000. Dầu gọi hết thì 80, dầu gọi hết là 80 nha. Có dầu nước trắng luôn chị ơi. Nha, khẩu trang kém tư có bán lẻ không? Dạ có nha chị ơi. 9.000 một bịch. 10 cái, bịch là 10 cái giùm em. Rồi dầu gọi hết giùm em nha, 80.000 chốt đơn. Dầu gọi hết 80.000 chốt đơn cho em Linh. Dầu gọi hết 80.000, dầu gọi hết 80. Giá là siêu rẻ cho mấy chị luôn ha, nhanh còn chậm hết. Dầu gọi hết 80.000 chốt đơn. Dầu gọi hết 80.000 chốt đơn, dầu gọi hết 80. Dầu gọi hết 80.000 chốt đơn, dầu gọi hết 80. Giá là siêu rẻ bèo. Dầu gọi hết 80.000, dầu gọi hết 80. Rồi tiếp theo cho mọi người lia. Lia thì 65. Lia thì 65. Nên dầu gọi thì comment dầu gọi gì chị ơi. Comment dầu gọi số điện thoại không có biết dầu gọi gì đâu. Rồi lia là 65.000. Lia bạc hà 65. Lia bạc hà là 65.000 chốt đơn. Lia bạc hà là 65. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn. Sen siêu dùm em 60. Sen siêu là 60 nha. Dầu gọi sen siêu là 60. Chị lấy loại bằng chải nào chị Trang? Chị bằng chải Thái hay bằng chải Thang Tre? Loại 101 hay loại 150? Dạ có sữa tắm, chuẩn bị lên sữa tắm luôn. Lên dầu gọi lên sữa tắm luôn cho mấy chị. Xong em lên quần áo với bà lựa nha. Rồi ok chưa? Rồi dầu gọi sen siêu men 60. Dầu gọi sen siêu 60.000 chốt đơn. Dầu gọi sen siêu 60. Dầu gọi sen siêu 60.000. Lên sữa tắm luôn. Rồi nhanh tay men nhanh còn chậm hết. Dầu gọi sen siêu 60.000 chốt đơn. Dầu gọi sen siêu 60.000. Dầu gọi sen siêu 60. Dầu gọi sen siêu 60.000. Nhanh còn chậm hết chị em mấy chị ơi. Dầu gọi sen siêu 60.000 chốt đơn. Dầu gọi sen siêu 60. Mỗi chị cho em cái hai cái chia sẻ liền đi mấy bà ơi. Nhấn thích theo dõi Trang đang like chế độ xem trước liền giùm em nha. Rồi tiếp theo cho mọi người. Dầu gọi Bentin là 70. Dầu gọi Bentin là 70. Dầu gọi Bentin 70.000. Dầu gọi Bentin 70. Rồi dầu gọi Bentin 70. Dầu gọi Bentin 70.000. Nha, nhanh còn chậm hết thì em. Rồi dầu gọi Bentin 70.000 chốt đơn. Dầu gọi Bentin 70 mấy chị. Dầu gọi Bentin 70.000 giùm em. Giá rất là rẻ luôn. Dầu gọi Bentin 70.000, dầu gọi Bentin 70. Dầu gọi Bentin 70.000, dầu gọi Bentin 70. Rồi dầu gọi đỏ cho em 75.
dầu gọi đỏ cho em 75.000, dầu gọi đỏ 75.000 chốt đơn, dầu gọi đỏ 75.000, dầu gọi đỏ 75.000 chốt đơn cho em Linh, nhanh còn chậm hết thì em, dầu gọi đỏ 75. Dạ không còn chị yêu ơi. Rồi dầu gọi đỏ 75.000, dầu gọi đỏ em em. Dầu gọi đỏ 75. Dầu gọi đỏ 75 chốt đơn, dầu gọi đỏ 75. Dạ ok Út Trần chị ơi, em like xong rồi mấy bạn xử lý cho nha. Hệ thống sẽ lọc đơn ra, mấy bạn sẽ xử lý đơn cho chị, yên tâm đi chị Út Trần, không có bắt đầu của chị đâu. Rồi comment luôn cho em nha. Dầu gọi đỏ 75. Dầu gọi đỏ 75 chốt đơn, dầu gọi đỏ em. Rồi bây giờ lên sữa tắm luôn nha mấy chị đẹp. Rồi lên sữa tắm cho mấy chị luôn nè. Mỗi bà cho em cái hai cái chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang giùm em liền. Rồi sữa tắm này bây giờ em còn vẫn được chục chai. Nhanh còn cầm hết nha. Sữa tắm cô ne giùm em. Hàng chuẩn Thái và xài rất là thơm. Xài siêu trắng da luôn. Dạng sữa tắm trắng đó mấy chị. Hôm nay tặng nha, có 10 chai à. Có 10 chai hôm nay em tặng luôn. Có 10 chai hôm nay em tặng luôn. Comment liền cho em luôn. Sữa tắm cô ne 39.000. Sữa tắm cô nè 39.000 của Thái nha, tay to đùng, lít 2. Sữa tắm cô nè 39.000 có 10 chai tặng. Sữa tắm cô nè 39.000, dạ ship tỉnh là 35.000, ship Tây Ninh là 30 nha. Dạ ship Tây Ninh là 20, còn ship tỉnh là 35.000 giùm em. Khẩu trang lên kích trắng, ok ok chị Mai. Chờ em xíu chị Mai vỏ nha. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi. Rồi sữa tắm cô nè giùm em 39 chốt đơn. Sữa tắm cô nè 39.000 có khách rồi con ơi. Sữa tắm cô nè 39.000 chốt đơn, sữa tắm cô nè 39. Sữa tắm cô nè 39.000, hỏi số điện thoại đi con. Cứ hỏi số điện thoại gõ lên là đấy. Sữa tắm cô nè là 39.000, sữa tắm cô nè 39. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, em lên sữa tắm xong lên tắm trắng luôn cho. Rồi sữa tắm ngựa đợt này còn tặng cho mọi chị trai này nha. Đợt này like này còn thôi chứ like sau là hết nha mấy chị. Dạ like sau là hết rồi nè, em về thêm một đợt hàng rồi nè. Dạ không có lên nha mấy chị á, giá hả mắc hơn 20.000 thùng, nhưng mà không có được tặng sữa mặt luôn á, nhưng mà giờ em vẫn bán tặng cho mấy chị nha. Rồi comment lên cho là sữa tắm ngựa giùm em, sữa tắm ngựa giùm em mấy chị ơi, sữa tắm ngựa cho em nha, tặng chai sữa mặt luôn cho em giá 70, để mấy chị thêm một like giá cũ nữa nha. Người lấy 3 chai 5 chai 7 chai liền nếu không hết hàng. Rồi lên chip nam luôn, ok chị Nhung, chờ xíu em lên liền nè chị Nhung ơi, chờ em tẹo nha. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị, giá hôm nay quá rẻ luôn. Rồi sữa tắm ngựa giùm em. Rồi sữa tắm ngựa cho em Linh. Sữa tắm ngựa giùm em mấy chị. Dạ 70.000 một chai, người lấy 2 chai, 3 chai, 4 chai, 5 chai cho em đi. Sữa tắm ngựa cho em Linh nha mấy chị ơi. Nhanh còn chậm hết giùm em, sữa tắm ngựa giùm em. Dạ 70.000 một chai, được tặng kèm cho một chai sữa rửa mặt luôn, sướng lắm. Cực kỳ rẻ luôn. Ha mấy chị, cực kỳ rẻ luôn cho em. Dạ giảm cân cà phê giảm cân là 65.000, sữa tắm lết còn chị 65.000, chị Trúc Bé ơi, sữa tắm lết 65.000, dung dịch vệ sinh phụ nữ dạ có, em lên dung dịch liền cho chị nè. Rồi comment lẹ cho em luôn, sữa tắm ngựa giùm em, lấy mấy chai lấy nha, giá rẻ dữ lắm luôn, chưa bao giờ rẻ hơn nha mấy chị. Dạ 70, sữa tắm ngựa 70, muốn lấy mấy chai lấy, sữa tắm ngựa 70.000 chốt đơn, sữa tắm ngựa 70. Rồi lên cho mọi người sữa tắm lết giùm em. Rồi sữa tắm lết cho em mấy chị, giá là nó là siêu đỉnh cho em luôn. Nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi sữa tắm lết cho em lên mấy chị. Giá là siêu xuất sắc cho mấy bà luôn nè. Đó, quá trời rẻ luôn nha. Rồi sữa tắm lết giùm em. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Sữa tắm lết cho em luôn mấy chị. Dạ 65.000 chốt đơn sữa tắm lết 65. Sữa tắm lết 65 có dầu gội nam chị ơi. Rồi sữa tắm lết 65.000, sữa tắm lớp 65. Khẩu trang là 229.000 một thùng, cái 94 màu trắng nha chị ơi, màu trắng không. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, lên cho mọi người sữa tắm dê. Sữa tắm dê dẹp một chai to đùng luôn, lít 2. Rồi sữa tắm dê dẹp giùm em 75. Sữa tắm dê dẹp 75 siêu thơm. Một chai to đùng luôn mà xài thơm trắng da lắm luôn. Sữa tắm dê dẹp giùm em 75. Sữa tắm dê dẹp 75 mấy chị ơi, hàng về nhiều lắm. Nha, khẩu trang bé thì 15.000 hộp, 10 cái nha chị An Huy Khánh ơi, 15.000 hộp, VN95 hàng xịn nha. Rồi comment liền cho em luôn mấy chị, giá là rất là rẻ bèo luôn, nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi sữa tắm, comment liền cho là sữa tắm dê. Rồi sữa tắm dê cho em lên 70,
sữa tắm dê 70.000 chốt đơn sữa tắm dê 75 chỉ lộn, sữa tắm dê dẹp 75, nước tẩy trang lấy 2 chai cho em 35.000, không là 2 nước tẩy trang 35, 2 nước tẩy trang 35 nha. Sữa tắm dê dẹp giùm em. Đó. Rồi lên từ từ cho mấy chị em lên tắm trắng luôn cho. Rồi tiếp theo cho mọi người nữa nè, comment cho em là sữa tắm Yến Hồng. Sữa tắm Yến Hồng giùm em. Ok cho mấy chị, sữa tắm Yến Hồng giùm em mấy chị yêu ơi, giá 75 luôn. Sữa tắm Yến Hồng 75. Sữa tắm Yến Hồng 75.000. Nhanh còn chậm hết giùm em, sữa tắm Yến Hồng 75. Sữa tắm Yến Hồng 75. Nha, sữa tắm Yến Hồng 75.000 chai, lít 2 lượng nó thơm cực kỳ luôn. Tinh chất hoa anh đào với loại tổ yến nha. Vừa làm trắng da nè, thơm da. Trời ơi cực kỳ đã luôn. Rồi comment lại comment ngay cho em luôn, sữa tắm Yến giùm em. Sữa tắm Yến Hồng giùm em. Giá là siêu rẻ bèo. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi. Giá là siêu xuất sắc cho em luôn. Sữa tắm Yến Hồng, chắc cô chị bé trên Facebook rồi. Rồi sữa tắm Yến Hồng, sữa tắm Yến Hồng giùm em. Giá là siêu đỉnh luôn cho em mấy chị ơi. À, chị ơi chút kêu mấy chị gọi chốt đơn giùm em nha. Ok chị Lai Nguyễn, để lại số điện thoại cho em đi. Rồi comment cho em là sữa tắm Yến Hồng giùm em. Sữa tắm Yến Hồng giùm em mấy chị ơi, sữa tắm Yến Hồng 75. Sữa tắm Yến Hồng 75. Rồi sữa tắm bò xanh. Rồi sữa tắm bò xanh giùm em mấy chị ơi. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Nhanh còn sậm hết cho em luôn sữa tắm bò xanh. Sữa tắm bò xanh cho em mấy chị ơi 75 luôn. Sữa tắm bò xanh 75 chốt đơn. Sữa tắm bò xanh 75. Sữa tắm bò xanh 75.000. Sữa tắm bò xanh 75 thì đem gì bỏ đi chút đem qua tháo. Chứ mình có tiền đâu đảo. Rồi comment lẹ comment ngay cho em luôn. Giá cực kỳ rẻ cho em luôn, sữa tắm bò xanh 75. Sữa tắm bò xanh 75, sữa tắm bò xanh giùm em. Dạ có mì rồi đó chị. Dạ Hà Phụng, mì trộn đúng không? Mì trộn đúng không? Bán nguyên thùng nha, 210.000 thùng. Nha, nguyên thùng thôi, không bán lẻ, 210.000 thùng mì trộn đúng không? Siêu ngon. Rồi, nhanh còn chậm hết giùm em. 8 bịch đó chị, 8 bịch là 40 gói, ngon lắm. Ừ, hồi đó em bán 290 thùng đó, bán lẻ ra là tới 270, lấy thùng về ăn đi. Trời ơi, trời. Chán thiệt. Chán thiệt chứ. Mốt biết chạy đây mua giùm em nha. Ờ, mua đâu cũng vậy mua giùm em. Ha. Không ngon á. Về ăn đi ngon. Giống. Về ăn thử đi. Rồi comment liền cho em mấy chị yêu ơi. Sữa tắm bò giùm em nha. Sữa tắm bò xanh giùm em. Sữa tắm bò xanh bữa nào lại chở thùng mì giang đi ngon lắm chị, mì trộn ngon lắm. Mốt tự ghi tấm giấy vô rồi đây quên đúng không? Dạ. Rồi chia sẻ giùm em mấy chị ơi, tiếp theo cho mọi người luôn em lên nước xả vải nè, rồi nước rửa chén luôn. Rồi lên khăn nữa, ok mấy chị, lên khăn luôn. Mỗi cục vàng cho em cái, hai cái chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang giùm em. Nha, nhấn thích theo dõi trang, đăng like chế độ xem trước giùm em mấy chị ơi. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em, xả vải giùm em nha. Một set xả vải vậy là 40. Một set xả vải vậy 40.000 chốt đơn. Một set xả vải 40. Bông tẩy trang luôn hả? Bông tẩy trang 27 đi chị Bảy, comment là bông tẩy trang 27.000. Mì này không có bán lẻ nữa. Không, không bán lẻ nữa đâu nha. Bán nguyên thùng nha cục vàng ơi, bán nguyên thùng. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Nhanh còn chậm hết cho em luôn, giá là siêu rẻ bèo. Rồi comment liền cho em luôn, set xả vải giùm em. Một set xả vải cho em mấy chị ơi. Một set là 3 bịch cho em luôn. Một set xả vải cho em là 40.000 chốt đơn. Một set xả vải là 40. Một set xả vải là 40.000. Nha, nhanh còn chậm hết. Một set xả vải 40 nha, người lấy set 2 set cho em thôi. Khô heo em còn chị Linh Bùi chị lấy mấy hũ. 110.000 nha, cục vàng ăn ngon, siêu ngon luôn đúng không? Rồi lên cho mọi người xét rửa chén giùm em nha. Xét rửa chén của Thái luôn cho em 45. Xét rửa chén 45. Xét rửa chén là 45 nha mấy chị. Rồi cảm ơn chị Dâu Nguyễn nha. Rồi xét rửa chén là 45 nha mấy chị yêu ơi. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Xét rửa chén là 45.000. Xét rửa chén là 45. Xét rửa vải là 40. Xét rửa chén là 45. Rồi chị lấy khô heo luôn đi chị. Giá là siêu rẻ cho mấy bà luôn. Nhanh còn chậm hết giùm em nha mấy chị yêu ơi.
Rồi tiếp theo cho mấy chị nữa nè. Rồi nhanh còn chậm hết. Mỗi chị cho em cái, hai cái chia sẻ nhấn thích theo dõi cho giùm em. Rồi bột ngọt Thái mới về hàng luôn, 35.000 bịch 3%. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3% chốt đơn. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3% chốt đơn. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3% giùm em nha. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Giá quá trời rẻ luôn. Dạ mấy chị ơi, comment chưa ai gọi chốt đơn cộng số thoại, bạn gọi từ từ đó chị. Các bạn đây nhà em đang gọi từ từ với chị nha. Rồi lên khẩu trang mấy chị xem lại, ok với chị luôn. Rồi comment liền cho em nè. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3% chốt đơn. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Giá quá rẻ đúng không? Tẩy lòng giặt em còn luôn 25.000 bịch, 2 bịch 50. 4 bịch 100, tẩy lòng giặt 25.000 bịch nha. Tẩy lòng giặt là 25.000 bịch, 2 bịch 50, 4 bịch 100. Rồi comment liền cho em nè mấy bà ơi. Comment lẹ, comment ngay cho em luôn nha. Bột ngọt Thái giùm em 35.000 bịch 3%. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3% chốt đơn. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3% chốt đơn. Giảm bịch này nửa ký nha chị yêu ơi. Bịch này nửa ký giùm em. Bịch này là nửa ký nha. Rồi bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3% chốt đơn. Bột ngọt Thái 35.000 bịch 3%. Rồi lên chiếc cho mọi người nè. Chia sẻ ngay và chia sẻ lẹ giùm em nha mấy chị. Rồi gọt ngay gọt luôn gọt liền em. Chiếc này là 40-80kg vừa. Comment là chiếc xệ giùm em. Chiếc cô tông giùm em mấy chị ơi. Một set chiếc cô tông giúp em nha. Rồi set chiếc cô tông, hai set chiếc cô tông giùm em. Rồi một set chiếc cô tông, hai set chiếc cô tông cho em lên. Giá quá là rẻ không? Có gói mềm. Dạ hàng đó em hết hàng rồi chị. Tẩy lòng giặt là 25.000 bịch, mấy chị có đặt cái cặp đặt luôn cho em nha. 25.000 bịch, 2 bịch 50, 4 bịch 100. Rồi, một set chip cô tông giùm em, 55.000 một set. Một set chip cô tông 55.000 một set cho em, muốn lấy mấy set lấy. Một set chip cô tông 55.000 set. Một set chip cô tông 55.000. Nha, một set chip cô tông 55.000. Dạ 40-80 kg vừa luôn, cô giãn dữ lắm mấy chị ơi. Rồi một set chip cô tông, hai set chip cô tông cho em lên. Một set chip cô tông, hai set chip cô tông giùm em mấy chị. Nhanh còn chậm hết cho em nha. Rồi một set chip cô tông giùm em 55.000 một set, được 5 quần. Khách em lấy lần chục set không ấy bà biết rồi. Khách em lấy lần chục set, chục set không. Rất là đã luôn cho em nha. Một set chip cô tông giùm em. Rất là mê luôn cho em. Nhanh còn chậm hết giùm em. Một set chip cô tông, hai set chip cô tông giùm em. Giá là siêu siêu rẻ bèo luôn mấy chị nha. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Một set của nó là 5 quần, 55.000 một set. Người lấy hai set cho em đi mấy chị. Người lấy hai set cho em luôn đi ha. Giá quá rẻ cho mấy bà luôn rồi. Nhanh còn chậm hết giùm em. Giá là siêu đỉnh cho mấy chị luôn. Rồi một set chip cô tông, hai set chip cô tông giúp em. Giá đỉnh đỉnh luôn ha mấy chị ha.